ơi, lần này được ăn canh chua rồi. Qua đây tắm chung với tôi nè. Tôi đang nói chuyện với anh đó. Qua đây tắm chung đi. Qua đây. Hả? Là tôi hả? Tôi nói anh đó, anh thật. Qua đây tắm chung đi. Qua đây đi. Nhanh lên nè. Qua đây đi. À, tôi xin lỗi nha, tôi không có ý nhìn lén cô đâu, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi à, tình cờ thôi đó, không có ý đâu. Cứ xuống đây tắm chung với tôi đi, không sao đâu. Trời, mắc cỡ quá. Qua đây đi, qua đây đi, qua đây đi. À, không đâu, anh đâu ăn. Hay là ăn ốc đi nha, ốc nè, ốc này ngon lắm đó. Em bớt ồn một chút được không chú? Mà anh ăn chút đi mà. Nè anh, ăn chút đây, đi. Chú Keo. Ê chú Keo. À, khoan đã, nè chú đi đâu vậy? Chú đừng nói là chỉ có bấy nhiêu chuyện thôi, chú định bỏ chúng tôi nghe. Nè, sao chú lại làm như vậy chứ? Muốn đi đâu thì phải đi chung. Cậu thích, cậu muốn tôi đi chung là vì cái gì vậy hả? Vì tôi có bản đá đó phải không? Dạ lại, bản đá của tôi, nó không sánh bằng lời nói của phụ nữ mà anh vừa mới quen đâu, có đúng chưa hả? Anh Thết à, đừng có để cho chú Kèo đi nha. Nếu mà ma đến nhát chúng ta thì sẽ chết hết. Cô Yoshi à, cô không cần phải lo ngại gì đâu. Cậu Thết là người tốt, cũng có phép thuật như tôi thôi, cô đừng lo. Cô nhìn đi, thấy chưa? Hiện giờ bùa hộ mệnh cũng không thèm đeo luôn, không còn gì để phòng thân cả. Cậu ta chỉ có lòng tin mà thôi. Những người mà quá tự tin vào mình á, thì chỉ thêm sự chủ quan. Xin chúc cậu may mắn nha. Nè, khoan đã, chú Kèo hả? Trời ơi. Chú Kèo. Ôi, anh Thết à, cái dòng hộ mệnh của anh đâu rồi? Tôi đưa Yuxi mang cất trong xe rồi. Ủa thật, Thạch đâu rồi? Cậu ấy đâu mất rồi? À, anh Mập đâu? Thạch ơi! Tới gần đây đi. Tới đây. Mời tên. Tới gần đây nữa. Đưa tôi xuống đáy nước chút đi. Được, được. Nhưng anh sẽ không lên bờ lại được. Nếu có cô ở cùng, tôi cam tâm như vậy. Nói hay lắm. Anh chàng đẹp trai. Nè, lặn xuống đi.
sao nó lại dứt bỏ như thế này? Em cũng không biết nữa. Anh Mập ơi! Thành ơi! Má tay này! Má tay này! Thành ơi! Cậu Thạch à? Nếu mà dù Thạch muốn xuống tắm á, thì cậu ta sẽ bỏ củi ở bên đây và lột đồ bỏ đầy ở bên kia. Nhưng mà nhìn kỹ hơn á, hình như cậu ta chỉ đi thẳng xuống nước luôn đó. Nhìn kỹ đi. Thạch ơi! Cô giới! Có chuyện gì bên tên à? Không biết là có quái vật gì đã kéo anh Thạch xuống nước mất rồi. Nó sao? Tôi đã cố gắng cứu rồi nhưng mà nó lớn lắm đó. Chắc là nó muốn ăn thịt anh ấy rồi. Cái gì? Con quái vật gì chứ? Chắc là cá sấu rồi đó. Mau đi. Anh đi. Anh Thái cẩn thận nha. Thành ơi! Tại sao con không xuống giúp họ? Không đâu, tại sao chứ? Tôi ở lại giữ đồ thì tốt hơn đó. Nếu đây có người lấy cắp thì sao? Tại sao con không xuống đi? Tôi không thấy. Cậu kiếm bên đây đi, để tôi qua bên kia. Bọn ngu ngốc kia, ta cầu cho các người giết hại lẫn nhau, ôm nhau mà chết đi tại nơi này đó. Tìm thấy nó rồi. Đến đây. Nè. Ê. Ê. Mày mau tha ta ra đi. Mau phụ tôi đi. Lẹ lên. Nè. Mau tha ta ra. Chị lên. Tha ra. Lẹ đi phụ tôi nè. Mau tha ta ra. Nghe gì không hả? Ôi da. Sao đánh tôi? Tha ta ra. Mày còn hỏi nữa hả? Tha ta ra. À, anh bị gì vậy hả? Sao lại? Mày bị cái gì vậy sếp? Sao lại đánh tao? Mày còn hỏi tao sao nữa hả? Thả ra. Thả ra. Thả ra. Mày hả? Chú kéo ra. Phụ tôi. Không biết người ta bị cái gì nữa. Phụ tôi đi. Mày. Tại sao thợ thằng kêu lại đánh thằng Thết vậy? Tại sao xe bị điên rồi hay sao? Đánh thêm nữa đi. Anh Thái bị ngập nước rồi. Anh phải làm sao đây? Anh làm sao đây? Trời ơi. Sợ nhỏ.
Ê, chú Kẹo lên rồi. Chú có sao không? Chú Kẹo đúng là tuyệt vời nha. Chú Kẹo đúng là hay thiệt đó nghe. Chú Kẹo giỏi quá ta. Giỏi quá. Trời ơi. Bộ phim Chuyện tình vượt thời gian tập 9 đến đây là hết. Kính mời quý khán giả đón xem tiếp tập 10. Tập 10. Dừng tay lại nha, dừng tay lại đi. Nó không là tôi bắn thiệt đó. Tôi bắn nó nha. Chuyện này đã, mau ở đây cứu Thạch đi nè. Anh Thạch, anh Thạch, anh cẩn thận nha, cẩn thận. Anh Thạch, anh Thạch cẩn thận nha, anh Thạch à, anh cẩn thận thôi. Anh có sao không vậy? Anh Thạch à, em lo cho anh lắm đó. Anh Thạch, anh có sao không? Thôi đi vô xí à, đừng có ồn nữa. Anh thì không sao, mà Thạch nó chết rồi kìa. Anh Thạch à, anh có sao không? À, từ từ. Anh Thạch. Thạch à, Thạch. Anh Mập ơi. Thạch à, Thạch. Thạch à, Thạch. Thạch à. Tới đây là cùng đường rồi, phải không ông A Khi? Đúng vậy. Chúng ta phải đi qua con núi này. Vậy mình...